Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm xây dựng nhà thành đạt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vấn đề mà được rất là nhiều anh chị đang chuẩn bị xây nhà rất là quan tâm, đó là nên đặt ống thoát nước thải trước hay sau khi đổ sàn bê tông. Nếu như trước kia thì chất phụ gia chưa có nhiều như bây giờ, việc xử lý các lỗ đục sàn, những vết nứt của sàn bê tông còn nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ có là nhiều loại chất phụ gia để liên kết giữa các vật liệu với nhau để giúp chúng ta có thể đẩy nhanh được tiến độ trong công việc, chất lượng hơn, có độ thẩm mỹ cao hơn. Vì sao tôi lại nói dài dòng về vấn đề chất phụ gia này, chất phụ gia kia, chất liên kết này, chất liên kết kia? Vì nó có liên quan trong cái vấn đề hôm nay. Hiện nay thì có hai luồng ý kiến khác nhau về vấn đề nên đặt ống chờ vào thời điểm nào thì thích hợp. Có vài người thì họ lại muốn đặt ống chờ thoát nước thải trước khi đổ bê tông. Tức là khi anh em đang tiến hành ghép cốt pha, cốt thép thì điện nước sẽ vào xác định các vị trí để bồn cầu, labo hoặc là phễu thoát sàn để mà họ đặt trước ống chờ, sau đó sẽ đổ bê tông. Có vài người khác lại muốn sẽ đổ bê tông xong đi, bê tông sẽ đạt cường độ, họ xây tường xong là mình sẽ vô xác định các vị trí cần đặt ống chờ, sau đó mình sử dụng bằng cái máy khoan chuyên dụng để khoan các lỗ xuyên sàn để đặt các vị trí ống chờ. Họ nghĩ rằng như thế này họ sẽ xác định được chính xác được vị trí cần đặt, cũng như là kiểm soát được chất lượng chống thấm cổ ống. Ai cũng vậy, đều muốn lựa chọn phương án tốt nhất cho ngôi nhà của mình. Trước câu hỏi này thì dựa trên kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm làm nhà, mình sẽ đưa ra một phương án phù hợp với ngôi nhà của mọi người. Có nhiều người họ muốn đặt ống chờ xong thì họ mới đổ bê tông, vì từ xa xưa đến nay thì ông cha ta cũng đã sử dụng cái phương pháp này. Và khi đổ bê tông thì bê tông sẽ lèn chặt vào khe hở giữa ống với lại bê tông, nên nó sẽ không bị thấm cái cổ ống, đặc biệt là các vị trí phễu sàn, lavabo và bồn cầu. Đối với phương pháp đặt ống trước thì cũng tốt. Nhược điểm của phương pháp này là cần xác định được chính xác cái vị trí cần lắp đặt lavabo bồn cầu ngay từ khi đang thi công phần thô. Làm với phương pháp này thì cũng tốt, nhưng đến khi mà mình vào phần chống thấm nhà vệ sinh hoặc là chống thấm ban công thì buộc mình cũng phải tỉa xung quanh của cái cổ ống để mình phiêu lại bằng chất chống thấm chuyên dụng như là Sika Flex. Nó sẽ chịu được độ giãn nở giữa bê tông và ống sau nhiều năm sử dụng. Vì sao mình lại phải đục ra để phiêu cổ ống? Có nhiều người nghĩ rằng khi mà ống với bê tông nó đang kết cấu chắc như vậy là mình lại đục đi để cho nó rêm thấm nước vào. Nhưng mà không phải, tại vì mình làm nhà là làm nhà phải sử dụng từ 30-40 năm chứ không phải là sử dụng 2-3 năm, 3-4 năm. Về hai cái vật liệu nó khác nhau thì sau một thời gian sử dụng á thì nó sẽ có độ giãn nở khác nhau, nên nó sẽ có khe hở nhỏ nhưng mà mắt thường mình sẽ không nhìn thấy được. Nên mình cần phải sử dụng một cái Sika chuyên dụng, nó giống như là cao su vậy, nó có giãn nở theo nhiệt. Nên nó sẽ bít lại. Ví dụ như sau này nó có bị nhiệt nở ra của vật liệu này, vật liệu kia khác nhau thì nó vẫn không có một khe hở để nước lèn từ trên xuống dưới. Còn đối với loại thứ hai á, thì thường thường là công ty mình cũng hay sử dụng loại này. Tức là sẽ đổ bê tông xong hết đi thì bên mình sẽ xác định chính xác các vị trí cần khoan, đặt bồn cầu, có một cái máy chuyên dụng đem vào khoan rồi mới lắp ống chờ. Ưu điểm của phương pháp này là sẽ thẩm mỹ hơn, mình xác định chính xác được cái vị trí cần đặt bồn cầu hơn, không có tình trạng là bồn cầu nó bị lệch qua một bên hoặc là xa cái tường sau lưng quá, phễu thu sàn ở phòng tắm á, nó không có đúng theo vị trí yêu cầu trên bản vẽ lúc thiết kế ban đầu thì nó sẽ nhìn sẽ không thẩm mỹ. Có nhiều người là hỏi rằng anh khoan cái lỗ đó, anh khoan một cái lỗ to hơn xong anh bỏ một cái ống nhỏ hơn thì làm sao mà anh có thể bịt được cái lỗ đó khít lại được. Đối với cái phương pháp khoan này thì rất là dễ. Bước đầu tiên là mình đi khoan cái lỗ đó to hơn cái lỗ ống, xong mình tạo nhám xung quanh, giống như là mình tạo bề mặt gồ ghề cho cái ống để khi mà mình đổ bê tông vào á thì nó sẽ kết cấu với nhau cho dễ hơn. Thì đối với cái phương pháp này mình trình bày ngắn gọn đây, không có chi tiết lắm. Mình trình bày sơ qua là như thế này. Có một cái loại gọi là Sika trương nở á, thì mình quấn quanh cái cổ ống, giống như là cái dây xung quấn quanh cổ ống. Thì đối với cái Sika này á, khi mà nước mà thấm vào á, thì càng thấm là nó càng trương nở, nó càng thấm nhiều là nó càng trương nở. Nên khi mà ở trên sàn á, mà
nước mà thấm qua cái cao su này mà hút vỗ cao su này thì cao su này càng nở càng bít lại cái lỗ đó, sẽ không làm cho nước xuống. Quấn xong cái ron trường đỡ đó mình đút vô trong cái lỗ thì cái phần trường đỡ nó sẽ là giữa, giao nhau giữa cái ống với lại cái lỗ của bê tông. Sau đó mình sẽ mình bịt lại, mình quét silica latex xung quanh cái vị trí mà mình cần đổ silica rao. Sau đó mình bịt bên dưới lại và mình đổ silica rao. Xong bước tiếp theo á, là mình sẽ cũng tỉa sơ cái cổ ống đó, fill bằng silica flake chuyên dụng. Thì lúc đó thì mình quét chống thấm ở trên sàn bê tông rồi mình cán vữa nền, xong mình lót gạch bình thường. Thì đó là mình nói nhanh qua cái phương án đó cho mọi người biết thôi, còn chuyên sâu vào mình sẽ nói trong một video khác nếu mọi người cần biết. Đó là câu trả lời là mình nên đặt ống thoát nước thải trước hay sau khi đổ sàn bê tông, vì quan trọng nhất là cũng kỹ thuật và độ tỉ mỉ của anh em xây dựng ở ngoài công trình thôi. Và mình cũng xin nói thêm á, là nếu mà bạn là chủ nhà thì bạn nên yêu cầu nhà thầu bơm nước test cho các bạn trong vòng tối thiểu là 24 tiếng, thì để bạn coi thử nhà mình có bị thấm chỗ nào. Nếu mà thấm thì xử lý lại, còn nếu mà không thấm á, thì mình mới tiếp tục bước vào công tác tiếp theo như công tác cán vữa rồi lót gạch, chứ không là chuyện đã rồi, đến khi mà lót gạch lên nó bị thấm nữa mất công, đục ra lại vừa tốn công lại vừa tốn thời gian nha các bạn. Hy vọng là video này sẽ giúp được cho ai đó đang xây nhà. Nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy bình luận bên dưới để mình được tư vấn bạn trong những video tiếp theo. Nếu không muốn bỏ lỡ những video như thế này thì hãy đăng ký kênh và chọn chuông thông báo để được thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày hiệu quả. Xin chào.